Như đã giới thiệu đầu chương trình thì vào lúc này trong trường quay Rubik 8 chúng ta đang có sự hiện diện của nam diễn viên Việt Anh, người vào vai nhân vật Phan Hải trong bộ phim hình sự Người Phán Xử. Xin chào anh Việt Anh. Xin chào anh Việt Anh. Anh trả lời câu hỏi của anh Mạnh Dũng chưa ạ? Anh đang muốn hỏi em đây. Em đang làm gì ở đây? Ông này ông nào? Có phải đổi chỗ ông em? Em nghĩ là anh ấy đang bị Phan Hải nhập phải sao? Vâng, xin chào Mạnh Dũng, xin chào Đan Lê. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Rubik 8. Việt Anh thật sự rất là hân hạnh khi ngày hôm nay lại có một cơ hội được ngồi ở đây, được trò chuyện với Mạnh Dũng và đặc biệt là được trò chuyện với cô vợ trong phim của Việt Anh, đó chính là Đan Lê. Và ngay từ đầu chương trình có thể quý vị sẽ hơi bất ngờ một chút bởi vì anh Việt Anh đã hắng giọng và nói với Lê rất là to tiếng, bởi vì ở trong phim thì đúng là Phan Hải thường xuyên quát Diễm My như vậy. Nhưng mà tôi thì thấy là Đan Lê ngày hôm nay ta tự nhiên lên tiếng mà nói không đâu ra đâu cả. Ngày hôm nay tóm lại là em làm MC hay em làm diễn viên? Nếu mà em làm MC thì em ngồi đây, còn nếu em làm diễn viên thì để anh với Việt Anh đổi chỗ. Hôm nay như này đi, anh Dũng cầm trịch đi. Để cho anh Dũng quyết định là hôm nay Đan Lê sẽ là đóng vai trò. Cứ mỗi khi mà bộ phim Người Phán Xử đến với trường quay Rubik 8 thì tôi sẽ bị cô đơn. Không sao mà nếu mà khó quá thì để tôi cầm trịch cũng vấn đề gì cả. Hai bạn lại làm diễn viên. Không, tại vì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chắc chắn là khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến Việt Anh, đến vai Phan Hải. Và tất nhiên là quan tâm đến cả cô vợ Diễm My nữa. Nhưng mà bởi vì là chúng tôi có cô vợ Diễm My của anh ở đây rất nhiều thời gian nữa, cho nên thôi tranh thủ cái thời gian mà Phan Hải đang có mặt đây thì chúng ta chia sẻ được không? À, đồng ý ạ. Vâng, vậy thì xin hỏi diễn viên Việt Anh là khi nhận tham gia bộ phim Người Phán Xử và vào cái vai diễn Phan Hải này thì nó có khác gì với những cái vai diễn công tử rồi con nhà giàu của anh trước đây hay không? Thật sự thì đây cũng là một câu hỏi mà bản thân Việt Anh khi gặp gỡ đạo diễn Mai Hiền và đạo diễn Khải Anh, Việt Anh đó là câu hỏi đầu tiên. Đó là vai diễn Phan Hải này có gì khác với những vai mà Việt Anh đã từng làm hoặc là những cái dạng nhân vật mà mọi người thường nghĩ đến trong đầu hình dung ra nhân vật của Việt Anh. Thì cả đạo diễn Mai Hiền lẫn đạo diễn Khải Anh đều khẳng định rằng là chắc chắn đây là một cái dạng nhân vật anh chưa từng làm bao giờ. Và nếu như anh đảm nhận được tốt cái mẫu nhân vật này thì chúng tôi tin rằng là nhân vật này sẽ mang lại một hình ảnh mới của Việt Anh sau bộ phim Người Phán Xử. Và khi mà tôi nghe hai đạo diễn có khẳng định như vậy thì tôi cũng rất là tò mò. Tôi mới bảo là nếu mà tự tin như vậy thì như các cụ vẫn thường nói là có bột thì mới ngột nên hồ. Thì bây giờ phải cho tôi xem là cái kịch bản nó như thế nào, cái nhân vật nó như thế nào. Và khi tôi nhận kịch bản Người Phán Xử và tôi đọc cái nhân vật Phan Hải thì quả thật là hai đạo diễn đã không nói đùa. Đây là một cái mẫu nhân vật mà theo cảm nhận cá nhân tôi đánh giá thì có lẽ cái tính cái khốc liệt của nhân vật, cái độ khó của nhân vật đúng là nặng nhất so với tất cả những cái nhân vật từ trước đến giờ mà tôi đảm nhận. Đó là một cái nhân vật có khá nhiều cái tính cách trong một con người. Đôi lúc cực kỳ ngang tàn, cực kỳ ngông cuồng và gọi là không biết trời đất là gì. Nhưng lại có những lúc rất đáng yêu, hồn nhiên như một đứa trẻ. Khi cậu ấy ở bên tình yêu thật sự của cậu ấy thì cậu là một con người hoàn toàn khác. Khi ở bên con trai thì cậu thật sự là một người bố vô cùng đáng yêu và trách nhiệm. Và thật sự cái chất nhân vật như vậy nó khiến cho Việt Anh cảm thấy thú vị. Bởi vì mình luôn luôn phải có một cái sự chuyển biến về màu sắc của nhân vật. Mình không bị monotone, mình không bị đều là lúc nào cũng gào re thét hoặc là lúc nào cũng gầm rú lên. Thì tất cả những cái sự chuyển biến đấy nó làm cho cái nhân vật của mình nó nhiều màu sắc, nó đa dạng. Và bản thân khi xem thì khán giả họ sẽ không bị cảm thấy đơn điệu vì nó bị một màu. Vâng, nó rất là thú vị. Tôi nói thật, ngoài đời thì anh có phải người giang hồ không? Bạn nhìn tôi xem có giống giang hồ không? Không, tại vì là khi mà anh nhập vai ấy, thì người ta thấy là anh vào cái vai nhân vật rất là tốt. Và trong cái quá trình trả lời vừa rồi thì tôi thấy anh cảm thấy là vẫn còn rất là nhiều những cái cảm hứng từ nó. Mặc dù cái thời gian đóng máy đến giờ cũng nửa năm rồi đúng không? Tôi đã có cơ hội để có thể thực tế và có thể đưa một chút gì đó của mà những hình mẫu xã hội bên ngoài thật vào trong phim và trong nhân vật Phan Hải của tôi. Trong quá trình mà tôi đọc kịch bản Người Phán Xử thì thật sự là tôi rất ấn tượng với vai Phan Hải của anh. Đó là một nhân vật rất là sống động, cuốn hút vô cùng. Và có bao giờ khi mà
trong quá trình đọc kịch bản cũng như là trong quá trình quay phim và đến lúc này khi bộ phim đã phát sóng rồi thì anh có kỳ vọng rằng là vai Phan Hải này sẽ xóa đi cái tên Cao Thanh Lâm hay không? Việt Anh nghĩ rằng là bây giờ để trả lời câu hỏi của Lê thì có lẽ vẫn còn hơi sớm, bởi vì bộ phim mới lên sóng được có 1-2 tập. Và đặc biệt là với cá nhân Việt Anh thì Việt Anh chỉ nói rằng là Việt Anh đã cố gắng hết 200% rồi. Và anh em đoàn phim cũng đã phối hợp và gọi là làm một cách hết mình rồi. Còn lại cái sự đón nhận này sẽ phụ thuộc vào công chúng, là cái cảm nhận của công chúng dành cho bộ phim, dành cho những nhân vật trong phim như thế nào. Thì mặc Việt Anh... dù 200% rồi nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi Việt Anh là có cái điều gì mà anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối sau khi mà đóng máy không? Chắc chắn có một cái điều rất là lạ lùng cái nghề diễn của chúng tôi là cứ mỗi một bộ phim qua đi, một nhân vật qua đi. Và khi chúng tôi suy nghĩ về nhân vật đấy thì chúng tôi lại thấy tiếc. Tôi nghĩ rằng Lê cũng sẽ có những cái cảm xúc như vậy. Đó là một cái nét đặc trưng của nghề diễn. Vâng, vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là anh Việt Anh đã khá là khiêm tốn khi nói rằng là anh ấy đã rất là cố gắng rồi và mọi sự nhận xét thì trông đợi vào khán giả. Nhưng mà tôi với vai trò là một người bạn diễn của anh ấy, đóng vai vợ của anh ấy trong phim, thì tôi có thể nói rằng là với bộ phim này thì tôi nghĩ rằng anh sẽ có tên mới và người ta sẽ gọi anh ấy là Phan Hải. Vâng thưa quý vị, có thể nói là trong một cái cuộc trao đổi rất là ngắn với diễn viên Việt Anh thôi, chúng ta đã biết được rất là nhiều điều về nhân vật Phan Hải của anh trong bộ phim Người Phán Xử. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những cái thông tin này thì quý vị theo dõi bộ phim sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và chắc chắn là rất nhiều quý vị còn muốn cái cuộc trao đổi chúng ta kéo dài hơn với nam diễn viên Việt Anh. Tuy nhiên là thời lượng của Rubik 8 luôn luôn là có hạn. Do đó chúng tôi chỉ có thể hẹn quý vị sẽ gặp gỡ với nam diễn viên Việt Anh trong một chương trình gần đây. Tôi hứa là nó sẽ là một chương trình gần đây.